Ông Đinh La Thăng nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án. Hôm nay 17 tháng 10, ngày làm việc thứ 10 phiên tòa xét xử vụ tham ô, cố ý làm trái của các bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 20 đồng phạm xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Hội đồng xét xử để các bị cáo được nói lời nói sau cùng trước khi vào nghị án. Ông Đinh La Thăng nguyên chủ tịch hội đồng thành viên, trước đó là hội đồng quản trị của PVN bị Viện Kiểm sát xác định là bị cáo đầu vụ, có vai trò chính đối với những sai phạm xảy ra tại PVN. Viện Kiểm sát cáo buộc ông Thăng là người chỉ định thầu cho Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam không nhà thầu không đủ năng lực, ép ký hợp đồng xây dựng trong nhà thầu chưa đạt yêu cầu, chỉ đạo tạm ứng tiền cho nhà thầu để nhà thầu sử dụng sai mục đích. Trong suốt những ngày diễn ra phiên tòa, ông Đinh La Thăng đã cố gắng trình bày thật tỉ mỉ về vai trò của mình tại PVN trong việc chỉ định PVC làm nhà thầu xây dựng dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Ông Thăng cũng chứng minh mình luôn luôn tuân thủ quy định của pháp luật, làm đúng chức năng, nhiệm vụ của mình được giao theo đúng quy định về quyền hạn của Chủ tịch HDTV của tập đoàn. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát trong một lần luận tội, hai lần đối đáp tại phiên tòa thì đều cho rằng ông Thăng cùng những bị cáo khác nguyên là lãnh đạo của PVN quanh co chối tội, trong khi các bị cáo cấp dưới thì luôn thành khẩn khai báo và nhận tội. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án của ông Thăng nặng nhất trong số những bị cáo bị xét xử về tội cố ý làm trái, với mức án tới 14 đến 15 năm tù. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc PVC bị truy tố 2 tội tham ô và cố ý làm trái. Kết luận điều tra cũng khẳng định bị cáo Thanh sau khi gây án đã bỏ trốn gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Tại phiên tòa, bị cáo Trịnh Xuân Thanh cho rằng mình không có vai trò chỉ đạo đối với việc sử dụng toàn bộ số tiền tạm ứng 1.115 tỷ đồng sai mục đích, nhưng Thanh chịu trách nhiệm của người đứng đầu tại PVC. Đối với tội tham ô tài sản, dù có lời khai của các bị cáo và nhân chứng khác cùng các chứng cứ vật chất được đưa ra tại phiên tòa, nhưng bị cáo Trịnh Xuân Thanh không thừa nhận những gì mà cáo trạng cáo buộc. Ở tội danh này, ông Thanh cho rằng mình có chứng cứ ngoại phạm và nghi ngờ lời khai của các nhân chứng khác. Các luật sư bào chữa cho ông Thanh đã đưa ra những mâu thuẫn trong lời khai của các nhân chứng và khẳng định ông Thanh không phạm tội tham ô. Tuy nhiên, đến lần đối đáp thứ hai, Viện Kiểm sát đã không đối đáp với những quan điểm đánh giá về chứng cứ của các luật sư mà khẳng định bằng chứng đã đủ để kết tội ông Thanh và hội đồng xét xử sẽ xem xét và đánh giá. Phiên tòa cải cách tư pháp. Với mong muốn phiên xử được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn, mọi công tác chuẩn bị cho phiên tòa này là theo Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự mới, các luật sư, đại diện các nguyên đơn dân sự, người làm chứng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, các giám định viên và các điều tra viên Bộ Công an đã tham gia điều tra vụ án, đều phải có mặt đầy đủ trong những ngày diễn ra phiên tòa. Thông tin từ tòa án cho biết, việc triệu tập như vậy là để đảm bảo phiên tòa công tâm, khách quan, bất kể khi nào luật sư, viện kiểm sát hay hội đồng xét xử cần thẩm vấn, làm rõ nội dung nào, những người liên quan đều sẵn sàng có mặt để cung cấp câu trả lời. Trong phiên tòa này, các giám định viên, nhân chứng nhiều lần phải trả lời các câu hỏi của luật sư để làm rõ các hành vi vi phạm của các bị cáo. Đó là hai nhân viên văn phòng tham gia lập quỹ trái phép để bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm rút tiền ra chi tiêu cá nhân, là các lái xe, thực hiện việc giao số tiền được cho là tham ô cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh. Các giám định viên tham gia giám định thiệt hại của vụ án cũng nhiều lần phải trả lời các câu hỏi của luật sư về phương pháp, cách thức giám định cũng như cách tính thiệt hại để ra được con số 119 tỷ đồng. Điều tra viên của Bộ Công an tham gia điều tra vụ án cũng có mặt tại tòa để trả lời về quy trình tố tụng trong giai đoạn điều tra, dành nhiều thời gian cho tranh luận. Đến hôm nay 17 tháng 1, phiên tòa đã đi được 90% chặng đường, chỉ còn chờ hội đồng xét xử tuyên án. Một phiên tòa có hai tội danh, mỗi tội danh liên quan đến hàng chục bị cáo, nhưng đã có thể kết thúc sớm là bởi hội đồng xét xử đã làm việc nghiêm túc từ 8 giờ sáng đến sau 18 giờ tối mỗi ngày. Tuy đẩy nhanh tiến độ nhưng tất cả các vấn đề luật sư muốn xét hỏi, thẩm vấn, làm rõ đều được hội đồng xét xử tạo điều kiện. Ngay cả việc bào chữa cho các bị cáo, các luật sư cũng được dành thời gian thoải mái để trình bày, phân tích và cung cấp các tài liệu bằng chứng. Đây cũng là phiên tòa đầu tiên áp dụng Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự mới. Các luật sư được quyền thu thập bằng chứng và cung cấp các bằng chứng tại phiên tòa để bảo vệ cho thân chủ của mình. Thời điểm này cho ông Đinh La Thăng tại ngoại là không khả thi. Luật sư Nguyễn Huy Thiệp cho rằng về luật và quyền, được phép cho ông Đinh La Thăng tại ngoại nhưng thời điểm này là không khả thi. Tối 16 tháng 1,
trao đổi với báo Người Lao Động, luật sư Nguyễn Huy Thiệp, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Huy Thiệp và Cộng sự, Đoàn Luật sư Hà Nội, là người bào chữa cho ông Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên, hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam, cho rằng về luật và quyền, được phép cho các bị cáo tại ngoại nếu xem xét không cần thiết tạm giam. Tuy nhiên, theo luật sư Thiệp, thời điểm này cho bị cáo Đinh La Thăng tại ngoại là không khả thi. Ít ngày nữa tới đây, tòa án sẽ có phán quyết, nếu không có tội thì thả ngay hoặc có tội thì ít nhất tạm giam để đảm bảo thi hành án. Mặc dù bị cáo kháng nghị nhưng nếu có án như vậy thì cũng phải có biện pháp đảm bảo thi hành án sau này. Đó là lý do tôi cho rằng việc tại ngoại không khả thi vào thời điểm này, luật sư Thiệp nói. Theo luật sư Thiệp, nếu trước khi phiên tòa xét xử diễn ra, bị cáo đề nghị và nếu cơ quan tố tụng thấy rằng không cần thiết phải đảm bảo tạm giam thì có thể xem xét sẽ cho tại ngoại. Trước đó trong phần tự bào chữa cho chính mình tại phiên tòa vào chiều 16 tháng 1, ông Đinh La Thăng cho rằng bản thân ông cũng như các bị cáo khác không gây nguy hiểm cho xã hội, không cần thiết phải bị tạm giam. Qua đó, ông Thăng kiến nghị hội đồng xét xử và viện kiểm sát thay đổi biện pháp ngăn chặn với ông, cho ông được tại ngoại. Theo cáo trạng, bị can Đinh La Thăng, trong quá trình thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, với vai trò là chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Thăng có vai trò chính trong việc đề ra chủ trương và chỉ định Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam thực hiện gói thầu EPC, chỉ đạo BV Power ký hợp đồng EPC số 33 với Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam trái quy định. Sau đó, ông Thăng chỉ đạo cấp dưới tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam căn cứ hợp đồng này tạm ứng hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.312 tỷ đồng cho Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam để các bị can tại Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng sai mục đích, trái quy định, gây thiệt hại cho nhà nước tổng số hơn 119 tỷ đồng. Vụ ông Thăng, cứ chân một cái là bị cáo đối diện án tử. Trong phiên xử chiều ngày 16 tháng 1, hội đồng xét xử đã nhắc ông Đinh La Thăng khi tự bào chữa không cần lặp đi lặp lại một vấn đề nhiều lần. Ông Thăng nói, từ hôm diễn ra phiên tòa đến nay, bị cáo rất băn khoăn, mỗi lần viện kiểm sát luận tội, bị cáo lại thêm một tội mới hoặc thêm tình tiết mới nặng hơn. Thẩm phán Trương Việt Toàn giải thích đó là quan điểm đánh giá chứng cứ của viện kiểm sát, còn trách nhiệm xem xét thuộc về hội đồng xét xử. Ý bị cáo là chủ mưu, mong hội đồng xét xử xem xét giúp cho. Trưa nay, bị cáo có đề nghị với đại diện viện kiểm sát rằng bị cáo hoàn toàn đồng tình với đề xuất của cơ quan điều tra, viện kiểm sát không xem xét trách nhiệm hình sự đối với Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Bị cáo mong các bị cáo khác cũng được xem xét trên quan điểm như đối với Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam chứ bị cáo không đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự đối với Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, ông Thăng nói thêm. Về phần mình, ông Trịnh Xuân Thanh trình bày. Viện kiểm sát nói quan điểm của luật sư và viện kiểm sát là hai quan điểm khác nhau, viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm. Đối với tội tham ô không thể là quan điểm được mà phải là chứng cứ được xem xét khách quan. Hội đồng xét xử giải thích ông Thanh cần hiểu đúng vấn đề. Viện kiểm sát nêu quan điểm đánh giá chứng cứ chứ không phải quan điểm về đánh giá tội danh. Ông Thanh trình bày tiếp, chứng cứ viện kiểm sát đưa ra để cáo buộc bị cáo tham ô rất mơ hồ. Cứ cho là ông Toàn, lái xe của bị cáo, cầm gói tiền đi thì nó không thể là 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ hay 4 tỷ, vì cứ chân một cái là bị cáo đối diện với án tử hình, cần phải hết sức thận trọng. Vừa rồi bị cáo có nói với một người anh, giám thị, anh ấy nói, mày phạm tội thì mày nhận đi. Nhưng bị cáo không cần phải chối, bị cáo đã nộp tiền rồi. Bị cáo không nhận vì bị cáo không lấy, đây là danh dự của gia đình bị cáo. Bị cáo ở trong tù nhưng còn 4 người con. Còn có vợ bị cáo, ông Thanh nói. 16h30 chiều, thẩm phán Trương Việt Toàn cho hay hội đồng xét xử thấy việc tranh luận đã đủ, việc đánh giá, xem xét thế nào thuộc về trách nhiệm của hội đồng xét xử. Hội đồng xét xử tuyên bố chấm dứt phần tranh luận, chuyển sang phần nghị án. Trước khi nghị án, các bị cáo được phép nói lời sau cùng vào lúc 8 giờ sáng mai. Ông Đinh La Thăng sẵn sàng nhận trách nhiệm cho tất cả cán bộ dưới quyền. Sáng 16 tháng 1, phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty xây lắp Dầu khí Việt Nam tiếp tục với phần tranh luận. Bị cáo Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đã đối đáp lại quan điểm của viện kiểm sát đưa ra trước đó. Mở đầu phần trình bày của mình, ông Thăng nói mình đã lắng nghe và trân trọng quan điểm luận tội của viện kiểm sát. Tuy nhiên,
cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dầu khí Việt Nam cũng trình bày một số vấn đề mà bị cáo cho rằng viện kiểm sát quy kết thiếu thuyết phục. Về quan điểm của viện kiểm sát cho rằng có lợi ích nhóm mà biểu hiện là việc ông Thăng đã đưa về, bổ nhiệm, cất nhắc Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam, Vũ Đức Thuận, nguyên tổng giám đốc tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam, để rồi ưu ái chỉ định thầu cho tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam. Ông Đinh La Thăng đề nghị xem xét lại vì việc người đi, người đến và thủ trưởng bổ nhiệm cán bộ là bình thường. Các bị cáo ngồi đây, từ anh thực trở xuống đều do bị cáo bổ nhiệm cả. Chẳng lẽ cứ bổ nhiệm là lợi ích nhóm? Vấn đề này không phải thuần túy là lời buộc tội mà còn là lương tâm, trách nhiệm, danh dự của tập thể và của nhiều người. Ông Đinh La Thăng bày tỏ quan điểm không đồng tình với lập luận của đại diện viện kiểm sát về vấn đề lợi ích nhóm. Nhắc lại lời đại diện viện kiểm sát nói rằng, rất buồn trong vụ án này cấp dưới nhận trách nhiệm nhưng cấp trên lại không nhận. Ông Đinh La Thăng cho rằng, bản thân là người lãnh đạo cao nhất của tập đoàn nên quá trình điều tra, truy tố, xét xử luôn nhận trách nhiệm là người đứng đầu, nhận chưa hoàn thành chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của một chủ tịch hội đồng thành viên. Bị cáo cũng đã đề nghị sẵn sàng nhận trách nhiệm cho tất cả cán bộ dưới quyền chỉ vì mục tiêu đẩy nhanh tiến độ dự án, không động cơ cá nhân hay vụ lợi mà dẫn đến sai phạm. Hoàn toàn không có chuyện bị cáo đổ lỗi cho cấp dưới. Bị cáo lần nào gặp luật sư cũng nói là anh bào chữa gì thì bào chữa nhưng không được đổ lỗi cho cấp trên, không làm ảnh hưởng quyền lợi của bị cáo khác. Giả sử bản thân bị cáo bị thịt nhưng đổ cho người khác để mình đỡ đi thì bị cáo không bao giờ làm, ông Thăng nói. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.